Xin chào tất cả các bạn đã đến với cái truyện audio Mình tiếp tục gửi cho tất cả các bạn bộ truyện Hạo Thiên Tập 11 Rất mong các bạn cho mình những lượt like, lượt đăng ký kênh Cảm ơn cảm xúc của tất cả các bạn ở phía dưới phần luận nhé Rồi chúng ta cùng nhau đến chương của ngày hôm nay Chương 106 Cực hạn Thiếu niên tay áo theo thừa hình rồng Ngồi ở hàng ghế trước khẽ cười khẩy Sự khinh thường trong mắt tràn ra ngoài Luyện thần pháp đỉnh Luyện Thần Pháp tuyệt đỉnh cũng chỉ có 18 dặm mà thôi, so với Luyện Thần Tháp Đứng Đầu của Hoàng gia Đại Phú Triều thì còn kém xa. Tu luyện Luyện Thần Pháp Đứng Đầu đó đến cực hạn có thể thần du 25 dặm, tức là tương đương với khoảng cách của một nửa tòa thành trì. Đối mặt với thần du cảnh bình thường thì gần như là dễ dàng nghiền nát. Khoảng cách của thần thu cảnh càng xa thì chứng tỏ thần hồn càng mạnh, có thể phá giải được yêu pháp của yêu ma càng mạnh, thậm chí có thể may mắn thoát khỏi tay của một số đại yêu. Tô Diệp Họa chú ý đến sự khinh thường trong đáy mắt của thiếu điên hoàng gia này, nhưng sắc mặt lại không có biểu lộ gì. Đương nhiên nàng biết, đến cuốn luyện thần pháp đứng đầu của hoàng tộc Đại Vũ Triều, nhưng không hề đề cập đến, dù sao, đây là thứ liên quan đến thiên gia. Bất kỳ lời bàn luận nào về thiên gia đều phải cẩn thận Ờ à, Lão sư, cực hạn của thần du cảnh là bao nhiêu? Có phải là 20 dặm không? Lúc này có người tò mò hỏi Tô Diệp Họa liếc nhìn thiếu niên đặt câu hỏi Chú ý đến không ít người khác cũng lộ vẻ tò mò Sau đó nàng hơi lắc đầu 25 dặm thì cũng không phải là cực hạn Cực hạn cao nhất hẳn là 25 dặm Hoặc là 30 dặm 30 dặm sau, mọi người nghe xong đều chấn động. Đây là tranh lệch gấp 10 lần so với luyện thần pháp bình thường. Dường như cực hạn của mỗi cảnh giới so với bình thường đều tranh lệch gần 10 lần. Thật có tưởng tượng, nếu mỗi cảnh giới đều đạt đến cực hạn thì sẽ là lực lượng khủng khiếp đến mức nào. Nghe xong lời của Tô Diệp Họa, Tiêu Điện Hoàng gia kia lập tức lộ ra vẻ khinh thường trong mắt. 30 dặm cái gì chứ? Luyện thần pháp đứng đầu của hoàng tộc chúng ta cũng chỉ có 25 dặm. Giáo viên của học phủ đàn công này tự mình suy đoán lừa gạt hài tử cũng không sợ người ta cười cho sao. Hắn động tâm, muốn thể hiện một chút, vạch trần lời nói của đối phương để vừa chế diễu, nhưng lại nghĩ đến lời dặn dò ân cần của mẫu thân trước khi đi, bảo hắn là ở học phủ đàn công phải nhất định hành sự khiêm tốn. Thôi vậy, dù sao ta cũng biết rõ ở trong lòng, cứ để ngươi lừa gạt những cái kẻ ngốc này đi. Nghĩ đến đây, Hắn kìm nén sự ốc đồng Lại bình tĩnh dựa vào ghế Chỉ là khóe miệng lại cho một độ cười khinh thường nhạt nhạt 30 dặm sau Lý Hào lại thầm lắc đầu Những điều mà vị mỹ nữ này nói Đều có sai lệch không nhỏ So với chính bản thân hắn Chỉ riêng việc tu luyện ba môn luyện thần pháp tuyệt đỉnh Trong thịnh vũ lâu Đã khiến cho thần du của hắn Đạt đến 35 dặm Sau đó phòng lão lại giúp hắn Lèn vào bí khố hoàng gia đánh cắp bản sao của luyện thần pháp đứng đầu đại vũ triều cho hắn tu luyện, càng khiến cho khoảng cách thần du của hắn đạt đến 50 dặm. Có thể bao phủ toàn bộ cả một tòa thành trì, trong nháy mắt thần hồn có thể đến bất kỳ nơi nào. Nhưng đây vẫn chưa phải là cực hạn. Lý Hạo cảm thấy mình còn có thể tiến xa hơn nữa, nếu có thể tìm được nhiều luyện thần pháp tuyệt đỉnh hơn thì có thể khiến cho thần hồn ngưng luyện đến mức độ mạnh hơn một lần nữa. Nếu như các người có thể đạt đến thần du cảnh trước 20 tuổi Thì đi đến bất kỳ nơi nào đều được coi là thiên tài Tôi Diệp Họa mỉm cười nói với mọi người à, Nhưng mà ta nghe nói Có người 16 tuổi đã có thể đạt đến thần du cảnh Một thiếu niên thế giả nói Ê, Ta cũng nghe cha ta nói rồi Khi 15 tuổi Đạo Thánh Yến Bắc đã đạt đến thần du cảnh viên mãn rồi Những đệ tử khác cũng bàn tán Trước kia chỉ cảm thấy kinh ngạc Bây giờ sau khi hiểu rõ Thì mới càng cảm nhận được Đây là chuyện đáng sợ đến mức nào Lúc mới bắt đầu Như là ếch ngồi đáy giếng Sau khi bước vào ngưỡng cửa này Mới biết mình như là phù du ngắm trời Đó chỉ là chuyện Của những yêu nghiệt chiến thể kiều đằng Hàng đầu mới có thể làm được thôi Tôi Diệp Họa nói Mọi người Cũng không cần phải nản lòng làm gì đã đến thần du cảnh thì càng sớm thì càng tốt nhưng ở bốn cảnh giới sau chỉ dựa vào thiên phú lượng cốt thì hiệu quả này sẽ càng ngày càng yếu đi 15 dặm cảnh giới còn có thể miễn cưỡng dựa vào thiên phú mà để kéo dài khoảng cách ra nhưng đến cảnh giới tông sư thiên nhân cảnh thì phải xem xét đến tầm tính ngộ tính cơ duyên và các yếu tố hậu thiên khác vì vậy nếu có thể chạm đến ngưỡng cửa của thiên nhân thì ai cũng có hy vọng một bước lên trời bước vào cảnh giới tông sư ở lão sư bốn cảnh giới sau là như thế nào có người tò mò hỏi nghe vậy trong mắt của lý hạo cũng thêm vài phần hứng thú nhìn về phía của đối phương bốn cảnh giới sau đó là võ giả thoát khỏi phạm trần lúc này tôi diệp họ nói không phải là mỗi cảnh giới đều chia thành 10 tầng ví dụ như là thập ngũ lý cảnh tại sao lại có cái tên này bởi vì thập ngũ lý cảnh tu luyện ngự vật quyết không chỉ cần thần du thiên địa, còn có thể dụng thần ngự thân, điều khiển bản thân bay lượn trên khắp đất trời. Một hơi một dặm, tốc độ nhanh nhất có thể đạt đến 15 dặm, vì vậy mới có tên là thập ngũ lý cảnh. Một hơi 15 dặm sao? Không biết người chấn động, tốc độ như vậy có thể gọi là nhanh như điện chớp rồi. Trong khoảnh khắc có thể di chuyển ra khỏi thành, thậm chí vượt núi băng đèo vượt qua các châu chương 107 chiến cảnh một hà tập ngũ lý cảnh có thể khống chế phi kiếm giết địch ở bên ngoài 15 dặm chưa có thấy máu đã mất đầu vì vậy nếu như đạt đến tập ngũ lý cảnh mới được coi là cường giả đáng sợ thực sự có thể giết người trong vô hình khiến cho người ta phải kiêng rẻ đấy tô diệp họa bình tĩnh nói Vậy thì thiên nhân cảnh thì sao? Thiên nhân cảnh thì được gọi là tông sư Cần lĩnh ngộ tông sư chi tâm mới có thể bước vào Mà cảnh giới này cũng là nơi mà tư chất lượng cốt khó có thể phát huy tác dụng Chủ yếu xem xét tâm tính, ngộ tính Từ xưa tới nay, rất nhiều thiên kiêu chiến thể kiểu đằng đều ngã xuống trước cảnh giới này 15 dặm chính là điểm cuối của cuộc đời Vì vậy, thập ngũ lý cảnh còn được gọi là 15 dặm gió xuân của cuộc đời Gió xuân qua đi chính là mùa khô héo. Sau đó bước vào mùa đông giá rét, vạn vật chìm trong tĩnh lặng. Nàng nhìn một vòng, nhàn nhạt, nói. Về sau, đến Tam Bất Thủ, có thể truyền thừa lực lượng huyết mạch trong cơ thể. Tam Bất Thủ có ba cảnh giới. Một cảnh giới, một tầng trời. Mười hai năm có thể vượt qua một cảnh giới đã là không tệ. Nhưng tạm thời các ngươi cũng không cần phải tìm hiểu nhiều cái vấn đề này đâu mọi người nghe xong đều cảm thấy vô cùng phấn khích, cũng cảm nhận được khoảng cách xa xôi đó. Tam Bất Thủ đã là thần tướng đứng hàng đầu của Đại Vũ Triều, tứ lập cảnh chỉ là sự tồn tại được gọi là thánh, đều là những nhân vật mà các bậc cha chú cần phải cung kính mà bái lệ. Lý Hạo thấy đối phương chỉ nói qua loa thì có chút thất vọng, còn muốn nghe thêm những cái thứ mới lạ nữa. Tuy nhiên về những điểm khác biệt chi tiết giữa các cảnh giới này hắn đã tra cứu và biết từ năm 10 tuổi ở Thánh phố lâu rồi. Hơn nữa, ngày thường đi câu với lão gia tử, hắn cũng được nghe không ít, cũng coi như là biết được đôi chút. 15 dặm xó xuân, đây không phải là cực hạn. Như là ngự vật quyết tuyệt đỉnh của ma lý gia bọn hắn nắm giữ, có thể đạt đến ngự vật 25 dặm. Nghe nói lão gia tử, cửu tiêu đằng vân quyết của hoàng gia, có thể ngự vật đến 25 dặm, trong một hơi có thể vượt qua thành nhỏ, hai hơi có thể vượt qua sông lớn lợi hại vô cùng mà phong lão gia tử cũng thuận tiện giúp hắn trộm ra công pháp ngự vật chân tàng của hoàng gia đó nhưng chỉ là bản sao không có dám dụng đụng vào cái bản gốc dù sao hoàng gia cũng ở quá gần càn đạo cung mà trong đạo cung có trần nhân được xưng là đệ nhất đại vũ trưởng tọa trấn lý hào dung hợp hai công pháp tuyệt đình dưới cảm ngộ ngự đạo lục đoạn hiện tại có thể đạt đến một hơi bốn mươi dặm Hắn có thể cảm nhận được, đây vẫn chưa phải là cực hạn. Nếu có thể tìm được nhiều ngự vật quyết tuyệt đỉnh hơn, dung hợp với nhau, thì có thể tiếp tục mà nâng cao. Mà cảnh giới hiện tại của hắn cũng chỉ là đỉnh phong thập ngũ lý cảnh, chỉ còn một bước nữa là đến tông sư. Dưới sự cảm ngộ của nhục thân đạo lục đoạn, hắn có thể vượt qua cảnh giới tông sư bất cứ lúc nào, nhưng vẫn chưa bước vào là vì hắn thiếu một viên tông sư chi tâm. Tuy nhiên. Lý Hạo cảm thấy mình có thể chạm đến cơ duyên đó bất cứ khi nào hắn muốn. Làm thế nào mà để ngưng tụ tông sư trí tâm sao? Đầu tiên là phải chạm đến thiên môn, tiếp theo là tìm ra con đường của riêng mình. Cảm ngộ nhục thân đạo khiến cho hắn đã chạm đến thiên môn hư mô vào vịt vó, coi như là đã đặt nửa chân vào cảnh giới tông sư. Nhưng ở lâu trong phủ, mỗi ngày nghiên cứu các loại nghệ thuật nhập tâm, nâng cao điểm kỹ nghệ, khiến cho tâm tư của hắn không dừng ở võ đạo tự nhiên cũng không tìm thấy tông sư tri tâm của mình. Hiện tại ra ngoài mà giải khuây, Lý Hạo cảm thấy cơ duyên bước vào cảnh giới tông sư của mình sẽ đến bất cứ lúc nào. Trên đài, tôi diệp họa giảng xong võ đạo bát cảnh, tiếp theo nói với mọi người. Có thể vào giáp viện chứng tỏ tư chất của mọi người đều xuất sắc, nhưng đừng có kiêu ngạo. Tuyệt học thực sự của học phủ đàn công chúng ta còn ở trong điện hắc bạch, còn có thể vào điện hắc bạch hay không Mới thực sự là thiên kiêu Ánh mắt của Lý Hạo khẽ động Nhìn về phía của đối phương Muốn vào điện Bắc Hạch Ờ uh, Muốn vào điện Hắc Bạch Có hai con đường Thứ nhất Giáp viện chúng ta thì có võ đạo bảng Lọt vào 5 vị trí đứng đầu Đồng thời 6 tháng liên tục không rớt khỏi bảng Thì có thể vào điện Hắc Bạch Thứ hai Chính là khảo nghiệm chiến cảnh một hà Khi nàng nhắc đến hai chữ một hà hiện trường lập tức có chút náo loạn ánh mắt lý hạo hơi ngừng lại hắn cũng đã tra cứu được rất nhiều thông tin liên quan đến chiến cảnh một hà ở thính Vu lâu đây là một nơi vô cùng bí ẩn và nguy hiểm nhưng không thuộc quyền quản lý của lý gia tô diệp họa đảo mắt nhìn mọi người thấy một số đệ tử gia cảnh hiền hách có vẻ căng thẳng còn một số đệ tử thế gia khác thì lại có vẻ mặt ngơ ngác nàng nói Chúng ta đều đã biết trong năm đại thần tướng có bốn đại thần tướng chấn thủ biên quan Thầy chúng ta chấn áp yêu ma phạm vi lệnh cấm ở bên cạnh bọn họ lần lượt chấn giữ bốn phương đồng tây nam bắc còn phủ thần tướng thứ nhất phủ thần tướng thiên chiêu thì chủ quản một hà ti chấn giữ một hà khắp thiên hạ nơi đến đây ánh mắt của nàng lướt qua mấy người trong đám đông bao gồm cả lý hạo Thần tướng thủ biên quan Một hà ti chấn một hà Đều liên quan đến sự tồn vong của bách tính thiên hạ Trường 108 Chúng ta có thể thoải mái ngồi ở đây mà nghe rằng Dạy học, tu luyện võ đạo Thậm chí là theo đuổi cái gọi là công danh chảm yêu Đều nên là nhờ sự tồn tại của năm phủ thần tướng Họ đều đang gánh vác trọng trách Đúng vậy Bên cạnh Lý Hạo Lý Nguyên Chiếu nhỏ giọng nói nắm chặt nắm đấm nhỏ dưới bàn tay, khuôn mặt mật mạp đầy vẻ kích động. Chuyện chiến trường bên cạnh là ngoài tầm với của chúng ta, nhưng chiến cảnh một hà giống như là mạch ngầm thầm thấu vào 19 châu của Đại Vũ Triều, giải quyết một hà là trách nhiệm của chúng ta. Những người tập võ, sắc mặt của Tô Diệp Hoạng nghiêm nghị, mang theo giọng điệu không thể nghi ngờ. Sau đó, nàng nhìn về phía đám đệ tử, chỉ vào một người, người chính là người của vương gia phủ thân tướng thiên chiêu đúng không người đến nói cho mọi người biết một hà là gì đi người bị nàng chỉ là một thiếu niên mặc đồ đen mười bốn mười tuổi nhưng ánh mắt lại sắc bén lạnh lùng dường như là trưởng thành hơn nhiều so với những người cùng tuổi hắn bị gọi tên không hề hoảng hốt vội vàng chỉ bình tĩnh đứng dậy lão sư tên ta là vương hàn vương gia phủ thần tướng thiên tiêu là phủ thần tướng thứ nhất, địa vị của họ còn cao hơn cả lý gia một bậc. Mà thiếu niên ở trước mắt, hiển nhiên cũng không phải là tam đại kiệt xuất nhất của vương gia. Địa vị trong tộc của hắn cũng giống như lý vận, lý nguyệt chiếu. Những người có thiên phú kém hơn so với những người còn nối nối dòng, chân long chân phượng. Đến học phủ đàn công cầu học, phần lớn là để dắt vàn, cũng là như tạo ra các mối quan hệ ở học phủ đàn cung và tuyệt học của Điện Hắc Bạch. Vương Hàn, về người nói đi. Tô Diệp Họ khen ngợi nói. Những người khác đều nhìn về phía của Vương Hàn, biết hắn là người của phủ thần tướng Thiên Chiêu, ánh mắt đều hơi thay đổi, có chút kính sợ. Hắn ăn mặc giản dị, phủ thần tướng Thiên Chiêu cách nơi này vạn dặm. Nếu không phải Tô Diệp Họa chỉ ra, bọn họ đều không nhận ra lai lịch của đối phương. tiến cảnh bột hà có lịch sử lâu đời, không thể truy nguyên, vào những năm gần đây, một hà liên tục tăng trưởng, hiện tại đã xuất hiện liên tiếp trong các vùng hương trấn hoàng vô. cảnh một hà giống như là một thế giới riêng biệt, như ảo ảnh, như ảo cảnh, nhưng nếu chết ở trong đó thì người sẽ thực sự là chết đi. Một hà rất khó bị tiêu diệt hoàn toàn, cho dù là phá hủy đi nó, nó cũng sẽ lại lan rộng sang đây. Đây chính là lý do tại sao năm nào một hà ti cũng tuyển người nhưng vẫn đang thiếu người. Trong lịch sử, ít nhất một hà bị giải quyết hoàn toàn cần phải thông qua phá vỡ hoàn toàn một hà mới được. Độ khó cụ thể, chờ sau này mọi người vào một hà rồi sẽ biết thôi. Có người nhìn không được hỏi, Vậy trong một hà có gì vậy? Vương Hàng lướt nhìn người nói chuyện, giọng nói cực kỳ lạnh lùng. Theo như tin đồn, đó là con sông thông đến địa ngục. Bên trong, tất nhiên, là còn có những người đã khuất nhiệt độ trong viện đột ngột giảm xuống hơn chục độ không ít người đều hơi dùng mình người ngồi xuống đi Tô diệp họa ra hiệu cho vương hàn sau đó nói với mọi người tóm lại trong một năm này mọi người nhất định phải cố gắng mà tu luyện trong học phủ đoàn cung đã có đủ mọi thứ chỉ xem các ngươi có đủ năng lực mà tranh thủ hay không tương lai thiên hạ thuộc về các ngươi hãy cố lên lời động viên cuối cùng khiến không ít người tỉnh táo sau lời nói của vương hàn hai mắt sáng ngời ngoài ra sau này ở trong học phủ đàn cung bất kể các người ở bên ngoài có thân phận gì ở đây đều đối xử bình đẳng phạm lỗi thì đều bị phạt có công thì sẽ được thưởng tô diệp họa nói không ít người nghe vậy đều liên tục nhìn về phía lý hạo và vương hàn cũng như hai thiếu niên có thân phận tôn quý kia đối xử bình đẳng thực sự có thể làm được hay không Lý Hạo cười cười thì không có để ý Đời tôi Diệp Họa đi rồi Trong viện cũng trở nên náo nhiệt Rất nhanh đã có người đến gần Lý Hạo và Lý Nguyên Chiếu Chủ động mà bắt chuyện Tuổi con nhỏ dưới sự chăm sóc của cha mẹ Họ đã học được cách kết giao Tích lũy mối quan hệ cho tương lai Lý Hạo thì không có chê bai Nhưng cũng chỉ trò chuyện với những người Có chung sở thích ấy Lý Thiếu Gia Ta là triệu gia ở Thương Châu Người người biết chơi cả không À, à, không biết à, à vẽ tranh không biết lý hạo mất hứng trả lời thời gian trôi mau mới đó đã qua nửa tháng trong giáp viện sau nửa tháng chung sống năm mươi người đã quen biết nhau ít nhất đã gọi được tên nhau ơi à, nguyên chiếu người của phủ thân tướng các người đúng thật lợi hại rõ ràng là tân sinh vậy mà suýt chút nữa đã bao chọn mười vị trí đầu rồi đấy ngồi trên bãi cỏ đỗ nguyệt thu có tâm tình mảnh mai thân hình mảnh mai cảm thán nói chuyện với lý nguyên tiếu nàng là đệ tử cũ năm nay 18 tuổi độ tuổi đẹp nhất nhưng trong giáp viện đã được coi là người già rồi trước khi khai giảng nàng vẫn còn nằm trong số 10 người đứng đầu bảng võ đạo nhưng giờ thì đã xếp ngoài 15 chỉ trách tân sinh khóa này quá là hung mãnh riêng phủ thân tướng đã có 7 người còn có hai vị hoàng tử hoàng tộc càng không thể nào so sánh Ngoài ra còn có hài tử của một vị tông sư nào đó Rồi cả quận chúa của một thành nào đó Tất cả đều có bối cảnh đáng sợ Cộng lại thì có tổng cộng 30 người Đệ tử cũ như bọn họ thì khổ luyện nhiều năm Mới đạt đến chu thiên cảnh viên mãn Còn những tân sinh này vừa đến Thì đã là chu thiên cảnh viên mãn Hoặc là gần đạt đến viên mãn Tự mang gia sản khách chủ mà đi học Trường 109 Nửa ngày nhàn rỗi hơn nữa mặc dù cảnh giới giống nhau nhưng pháp môn vận khí và phát pháp môn khai mạch mà bọn họ tu luyện thì có sự tranh lệch về trình độ dẫn đến lực lượng tranh lệch gần như là gấp đôi căn bản là không phải là đối thủ của bọn họ Vì những người con nối dòng có quyền lực tối cao của đại vũ triều này trấn áp dữ dội hey, cũng tạm thôi ta đứng mới có đứng thứ sáu còn kém chút nữa đấy lý nguyên chiếu gãi đầu Đối người tu sừng sốt không nói lên lời bên cạnh một thiếu gia thế gia khác từ Lương Châu là Trịnh Bạch Cười Khổ. Cũng là tân sinh, nhưng hắn chỉ xếp thứ 38. Chỉ có những kẻ có bối cảnh thông thiên này mới có thể bắt nạt tân sinh. Những đệ tử thế gia như bọn họ vẫn phải tuân thủ quy củ tiếp nhận sự chỉ dạy của lão sinh. Trong sân, có người đang luận bàn kỹ thuật. Đỗ Nguyệt Thu nhìn vào bảng võ đạo ánh mắt phức tạp. Hiện tại trong năm vị trí đầu, chỉ có một lão sinh đang khổ sở mà chống đỡ dường như đại diện cho tôn nghiêm cuối cùng của những lão sinh như bọn họ. Hai vị hoàng tử lần lượt là xếp thứ nhất và thứ hai, bí quyết khai mạch và pháp môn vận khí của hoàng tộc là độc nhất vô nhị trên thế gian. Là hoàng tử thì đương nhiên cũng được tu luyện. Xếp thứ ba là vương hàn của phủ thần tướng thiên chiêu. Nhìn thấy cái tên này, ánh mắt của Đỗ Nguyệt Thu hơi thay đổi. Ngoài hoàng tử ra, thì người đáng sợ nhất trong giáp viện bây giờ chính là vương hàn này. Mặc dù mới 15 tuổi, nhưng ra tay tàn nhẫn rất khoát, chiêu thức hung mãnh, hoàn toàn không giống với những người khác mà giống như đã trải qua lễ rửa tội bằng máu và lửa vậy. Có người dò la được, hình như là Vương Hàn này đã phục vụ một năm ở một hà ti. Xếp thứ tư, tư là nữ nhi của vị tông sư nọ, nghe nói là đã đánh ngộ kiếm tâm, kiếm pháp xuất tầm nhập hóa vô cùng đáng sợ. Xếp thứ năm chính là lão sinh kia, từng là người đứng đầu bảng võ đạo, thương pháp đã đạt đến trình độ thượng phẩm hoàn mỹ. Hôm qua giao chiến với Lý Nguyên Chiếu thắng được chiêu. Lý Nguyên Chiếu bên cạnh thì xếp thứ sáu, phía sau là hai huynh muội cùng tông là Lý Vận và Lý Chi Ninh. Lạ thật, sao hạo ca của ngươi lại không có ở đây vậy? Đỗ Nguyệt Thu rời mắt nhìn khắp viện có chút tò mò hỏi, nàng càng hứng thú với Lý Hạo kia. Dù sao nàng cũng nghe Lý Nguyên Chiếu bên cạnh gọi một tiếng hạo ca, lúc hai người ở bên nhau người sáng mắt đều có thể nhìn ra lý nguyên chiếu này rất kính trọng tiểu tử cùng tuổi với hắn điều này không khỏi khiến cho người ta cảm thấy ngạc nhiên chỉ là mỗi lần kết thúc giờ học người kia liền chạy mất như một cơn gió giống như đang vội đi nhà sĩ vậy những cuộc so tài giao lưu tự phát này của bọn họ bằng võ đạo hay gì đó chưa bao giờ thấy bóng dáng của đối phương giống như là một người tách biệt khỏi giáp viện vậy ngay cả khi đang học Mỗi, mỗi lần nàng liếc nhìn Đối phương không phải là đang nằm ngủ Thì chính là cầm một thứ giống như là sách Không ngừng mà ghi chép Siêng năng như vậy sao Lúc đầu nàng thì còn có chút thầm ngưỡng mộ Nhưng sau đó vô tình nhìn thấy Thì mới phát hiện trên sách không có lấy nửa chữ Mà toàn là tranh phác họa Vẽ toàn là yêu vật tứ tợn Hơn nữa dường như đều là thủy tộc Ngoài ra còn có tranh vẽ Lão sư Tô Diệp Họa rất nhiều bức xen kẽ vào đó, một số bức còn có tai mèo, cái đuôi, vẽ lão sư Tô Diệp Họa giống như là một yêu vật chưa hóa hình hoàn toàn vậy. Đây chính là vẽ bậy. Nhưng mặc dù vậy, Đỗ Nguyệt Thu vẫn có thể nhìn ra, bức tranh này rất tinh xảo, giống động như thật, tuyệt đối không phải là tùy ý là có thể làm được, chắc chắn là phải bỏ công khổ luyện. Chỉ là mọi người đều là võ giả, ai có thời gian rảnh rỗi mà để dùng vào việc khác chứ? à chắc là hạo ca đi chơi rồi đấy lý nguyên chiếu thản nhiên nói hắn thì đã sớm quen với cách làm của lý hạo rồi tu luyện với bọn họ sao đùa hả à? đại đương khổ sở cầu xin ngay cả trên võ trường cũng không có thấy bóng dáng của hạo ca từ nhỏ đến lớn hạo ca chưa từng chơi cùng với những người cùng tuổi như bọn họ trừ khi bọn họ chủ động mà đi tìm chơi sao lệ nghe lý nguyên chiếu nói nhẹ nhàng như vậy đố người tu và trịnh bạch đều ngây người từ nhỏ trên mông và trên lưng ăn đầy roi mây đã khiến cho bọn họ khắc sâu hai chữ nỗ lực vào người chơi sao bọn họ cũng muốn chứ nhưng nào dám theo lời của cha mẹ bọn họ nói bây giờ thứ các ngươi chơi chính là thời gian tương lai là thứ các ngươi chơi chính là mạng sống không chịu khổ cực làm sao mà thành người đứng đầu sự hưng thịnh của gia tộc đều trông cậy vào các ngươi các ngươi lười biếng như vậy làm sao mà đối mặt với tổ tiên được Trời ơi, là một chữ thật nhẹ nhàng Nhưng đối với bọn họ lại xa vời như vậy Giống như là điều cấm kỵ Không thể nói ra Hắn không tham gia bảng võ đạo sao Nếu như vậy Sẽ bị đại tử ất viện khiêu chiến Đến lúc đó sẽ phải xuống cấp ất viện mất Đỗ Nguyệt Thư do Đỗ Nguyệt Thu do dự nói Lý Nguyên Thiếu hơi trợn mắt nhỏ Ai dám chơi Đến lúc đó nếu ai mà khiêu chiến hạo ca thì ta sẽ xuống cấp đến ấp viện Rồi khiêu chiến đánh trả lại ngay Đỗ Nguyệt Thu và Trịnh Bạch thì đều im lặng Hay cho cái tên này đứng thật là bá đạo Các người thì có vụ thần tướng mà chống lưng Hẳn là không có ai muốn khiêu chiến Nhưng trong kỳ khảo sát chiến cảnh một hà một năm sau Chỉ có thể dựa vào chính mình mà thôi Chương 110 Đỗ Nguyệt Thu tức giận nói Nhiệm vụ chém yêu ở bên ngoài còn có thể dựa vào người lớn trong nhà mà ngầm phái cao thủ bảo vệ. Nhưng ở chiến trường một hà chỉ có thể dựa vào chính mình, còn không thể kết bạn. Chiến cảnh một hà dùng mà để khảo nghiệm kia chỉ có một người vào một lần thôi. À, đúng vậy như vậy đi. Lý Nguyên Chiếu hơi nhíu mày, suy nghĩ một chút. Được rồi, lát nữa ta sẽ nói chuyện với Hạo Ca xem. đứa người Tu không nói lên lời, Chẳng lẽ cái vị thiếu gia phủ thần tướng kia Không hề để chuyện này vào trong lòng hay sao Hậu Sơn giáp viện Một thác nước Hai bóng người ngồi bên vách đá Uống rượu đánh cờ Vừa nhàn nhã vui vẻ Đột nhiên Một bóng người dưới thác nước nhảy vọt lên Trực tiếp nhảy qua thác nước cao mấy chục trượng Không dính một giọt nước Rơi xuống trước mặt hai người Trên tay sách hai con thỏ dựng dừng nướng hey, cái tên tiểu tử ngươi Thấy người đến Hai lão già đang đánh cờ đều cười lên Ngay sau đó người người à, Thơm quá nhỉ Lý Hào đưa hai con thỏ rừng nướng chín Cho hai lão già cười nói Vậy đến thử xem đi Hai lão giả đánh cờ chính là Triệu Tông Nguyên và Thẩm Vân Kinh. Đây đều là tiên trinh dạy học của giáp viện. Nửa tháng nay đã bị Lý Hạo chinh phục hoàn toàn bằng đồ ăn ngon. Tài nghề của tiểu tử ngươi đúng thật là lợi hại đấy. Thẩm Vân Kinh cắn một miếng không khỏi mà khen ngợi. Lúc này hắn và Triệu Tông Nguyên đều tùy ý cười ha ha Nhưng khi dạy dỗ trong viện Lại bày ra dáng vẻ uy nghiêm Nghiêm túc của tiên sinh Ngay cả khi hai vị hoàng tử kia Ở trước mặt bọn họ thì cũng phải nghiêm chỉnh và quy củ Hoàng tử tôn quý Nhưng hoàng tử có thể đến học phủ đoàn công cầu học Thì chưa chắc đã được sùng bái Tương lai có thể có lẽ Chưa chắc đã sống lâu hơn bọn họ Hai người cũng không cần phải cong lưng mà cúi gối, nghịch nọt, kim lệnh ở bên hông kia. Hôm nay thua người hai ván rồi Người cũng nên về mà luyện võ đi chứ Triệu Tông Nguyên vừa ăn thỏ rừng Vừa thấy Lý Hạo nóng lòng muốn thử Không khỏi nói Mặc dù là hắn thích đánh cờ Nhưng không thích thua liên tục như thế Vẫn là đánh cờ với cái tên mập họ thầm Thì thoải mái hơn Không cần tốn quá nhiều tâm trí Còn có thể thắng Luyện cái gì chứ Luyện võ chán lắm Lại không phải võ học của điện hắc bạch kia Lý Hạo nói cái gì vừa đến đã muốn học tuyệt học Người nghĩ hay đó nhỉ Hai người đều lắc đầu bất lực với Lý Hạo Trước đó khi Lý Hạo tìm bọn họ đánh cờ Bọn họ đã thử thân thủ của Lý Hạo Không phải là công tử bột ăn chơi chắc tán, Thậm chí còn lại hợi hơn rất hầu hết tất cả người ở trong giáp viện Nhưng hết lần này tới lần khác Tiểu tử này lại không hứng thú với việc tập võ Khi bọn họ đánh cờ Thỉnh thoảng còn muốn chỉ bảo Lý Hạo một chút Kết quả lại bị dạy ngược lại trong một trận Sắp thua rồi kia kìa Ngươi còn có thời gian mà nói chuyện phiếm với ta sao Có ai có thể nghiêm túc một chút được hay không Nhặt quân cờ lên Nhặt quân quả lên kia kìa Hay là để ta chấp người nằm quần vậy Hai lão giả thì có chút tàn vỡ Cảm xúc đối với Lý Hạo là vừa hận vừa yêu Ây lão thẩm rượu Lý Hạo bĩ môi chỉ vào tắt lưng của thẩm vân kinh Hôm nay thua ta hài hớp Còn chưa có đưa đấy thẩm Vân Kinh giật giật khóe miệng Trước kia chỉ chia cho Triệu Tông Nguyên Bây giờ lại có thêm một cái miệng nhỏ Tí phòng nhẫn của hắn chắc không đủ để hắn uống nữa rồi Nhưng đã cược thì phải chịu thua Hắn khẽ hừ một tiếng ném bầu rượu cho Lý Hạo Hãy uống từ từ thôi, ngươi còn nhỏ đấy Lý Hạo cười hì hì Mở nút chai liền ngửa đầu mà uống hai ngụm Sau đó lau miệng thoải mái nói Mùi vị đúng là không có tệ phanh nhấm đạo bao hàm cực kỳ rộng bản thân hắn cũng có thể ủ rượu nhưng thứ này thì quá tốn thời gian hắn đuổi làm thấy lý hạo tùy ý thoải mái như vậy hai người bất lực tự mình gặm thỏ rừng lý hạo trả bầu rượu cho tầm vân khinh vỗ vỗ mộc nói vậy thì ngày mai ta lại đến vậy nói xong hắn nhảy bọt lên bóng người như gió rơi xuống bên phiến đá trắng ngoài tắc nước sau đó thông thả bước đi vừa đi vừa hát ung dung rời khỏi Vừa nãy lên thác nước chỉ là để uống hai ngụm rượu và tặng thỏ rừng cho hai lão già thưởng thức mà thôi. Hey, cái tên tiểu tử này. Nhìn bóng lưng của hắn, hai người đều cười khổ, chưa từng thấy thiếu niên nào kỳ lạ đến như vậy. Hey, nói mới nhớ, thân pháp của hắn vừa thi triển, có phải là bạch phượng công thượng phẩm mà ngươi dạy cho không? Triệu Tông Nguyên hỏi, Tầm Vân Kinh nhai thỏ rừng mơ hồ nói. Ờ, hey, hình như không có sai đâu hơn nữa như tiểu tử đó đã luyện đến trình độ hoàn mỹ rồi Ta thật sự nghi ngờ có phải lúc trước hắn thật sự lĩnh ngộ trảm phong quyền trong ngày hay không đấy Nửa tháng mà đã nắm giữ đến trình độ hoàn mỹ rồi kia kìa Triệu Tông Nguyên suy nghĩ một chút nhỏ giọng nói Tin tức mà Lý Gia tùng già năm đó chẳng lẽ là để che mắt người khác sao Hình võ hậu ở bên cạnh nhiều năm như vậy Cả hai vợ chồng đều không ở bên cạnh Chỉ đến đây đã không cần phải nói thêm nữa thẩm phân kinh nuốt thịt thỏ rừng uống một cụm rượu thoải mái đến nỗi lông mày sắp dụng hắn cảm thán <laughs> hầu môn thâm như biển ai mà biết được tóm lại cái tên tiểu tử này tuyệt đối là một kỳ tài đợi đến một thà một năm sau hẳn hắn sẽ đến kinh diễm thứ vườn đấy triều tông nguyên hơi gật đầu không có phủ nhận chỉ xem đến lúc đó lý hạo có nguyện ý hay không mà thôi đột nhiên hắn chú ý đến bóng lưng của lý hạo biến mất ở khúc quanh không khỏi nhíu mày ồ có phải cái tên tiểu tử này đi nhầm hướng rồi hay không cái gì Người không nói với hắn sao bên kia là nơi thông đến một hà cơ mà chương 111 trăm lý hạo đi dọc theo con đường đá vụn ẩm, ẩm ướt này đi được vài dặm đến bên một thác nước sâu khác ồ lạ nhỉ Hình như vừa nghe thấy tiếng sáo thì phải lý hạo nhìn chung quanh chẳng lẽ lại là ảo giác sao Thác nước ở phía trước như là một tấm rèm, như qua khe hở của dòng nước, bên trong như có một ngôi miếu nhỏ. Lý Hạo hơi ngạc nhiên, thân hình lóe lên, thi triển thân pháp Bạch Phượng hành tối cao, chui vào qua màn nước như là chim bay xuyên rừng, toàn thân không hề bị ướt chút nào. Ba điểm kỹ nghệ giữ lại trước đó, hắn đã dùng hai điểm vào thân pháp đạo, giúp cho hắn dễ dàng lĩnh ngộ môn công pháp thượng phẩm này. Khi Lý Hạo bước vào màn nước, ở phía xa của thác nước, một bên tảng đá phủ đầy rêu khác hai bóng hình mảnh mai đứng đó này nguyệt giao có phải vừa nãy bên kia có người đi qua hay không lâm vị phì kinh ngạc nói chỉ vào thác nước bên kia hình như là vậy đấy tống nguyệt giao cũng chú ý đến những bóng người đó lóe lên rồi biến mất hình như là mặc đồng phục của ngoại cung xem ra không phải là mình hoa mắt đâu đệ tử ngoại cung đến đây làm gì bây giờ vẫn chưa đến kỳ thi cuối năm của tân sinh mà nhỉ Lâm vị vị nghi ngờ nói Hình như hắn là tiến vào Phương chủ thần miếu Không phải là muốn vào một hà đó chứ Tống Nguyệt Giao thu hồi ánh mắt Hơi lắc đầu không có hứng thú Với những chuyện bên ngoài này Nàng cầm lấy cây giáo trong tay Lại nhẹ nhàng thôi Sau thác nước Lý Hạo nhìn ngôi miếu ở trước mặt Rất nhỏ chỉ cao khoảng nửa người Nhưng tạo hình lại rất tinh xảo Bên trong có hai pho tượng thần Một nam một nữ dường như thời gian quá lâu khiến cho khuôn mặt có phần mơ hồ không rõ nếu nhìn kỹ thì có thể thấy dáng vẻ ban đầu hẳn là khá từ bi và hiền hòa nhưng vì khối đất loang lổ bong chóc khuôn mặt kia mục nát nụ cười nửa miệng đó lại trở nên có phần quỷ dị và dữ tợn hai bên miếu có một đôi câu đối đất có thể sinh ra vạn vật đất có thể chôn vùi trúc dịch trên đó còn có một bức hoành phi Nhất phương tri chủ Chúa tể một vương Khi Lý Hạo quan sát miếu Đột nhiên từ trong miếu bày ra Một cuốn sách nhỏ Mở ra trước mắt Lý Hạo Tiếp theo Một tờ giấy lại bay ra từ bên trong Như là thần quang nhanh chóng bắn vào đầu Lý Hạo Lý Hạo giật mình Muốn né tránh Nhưng với tư vi tập ngũ lý cảnh của hắn Thậm chí còn không kịp phản ứng Đã bị thần quang nhập vào Trong nháy mắt trời đất xung quanh như bị thủy quang nhấn chìm tiếp theo lại theo thủy quang màu phai màu lộ ra một thế giới khác vừa thực vừa ảo hang động tối tăm trở nên bờ ảo giống như có một kết giới thủy quang bao phủ trong phạm vi ba thước của hắn đồng thời trước mắt lý hạo lại hiện ra từng chữ vàng hư ảo người đã tiến vào một hà đã xác nhận hộ tịch của ngươi đại vũ triều thanh châu Xin hãy để lại tên của ngươi trong một hà Lý Hạo ngẩn người Mình đã vào một hà rồi sao Hắn nhìn xung quanh Một kết giới như màng nước chảy bao phủ Ánh sáng bên ngoài kết giới tối tăm Mơ hồ có thể nhìn thấy một số ngọn núi tàn quyết Vô cùng trống trải Không phải là hang động chật hẹp vừa nãy Đây chính là nơi bí ẩn và nguy hiểm trong truyền thuyết Thật quá là thần kỳ Mặc dù đã tìm hiểu một số chuyện về một hà nhưng khi đích thân trải qua cảnh này hắn vẫn không khỏi kinh ngạc đây đã vượt ra ngoài phạm vi võ học bình thường chỉ không biết một hà trước mắt thuộc loại nào bình thường khi tả câu lý hạo có nghe nhị gia nói về một hà một hà có năm loại trong đó một hà cấp u đô thì ngay cả nhị gia và phòng lão cũng không có dám dễ dàng bước vào bên trong ẩn chứa đại khủng bố lúc này kim quang trước đó trôi vào chán của lý hạo tụ lại trong tay của hắn tạo thành một tờ giấy vàng trang giấy trống không đồng thời từng đoạn thông tin tràn đầy vào đầu óc lý Hảo hiểu ý suy nghĩ một chút cắn ngón tay để lại một tên tên của một hạ của mình trên giấy kia chính là chồng nhị theo hắn viết xong giấy vàng phát ra kim quang bao phủ cái tên được viết bằng máu sau đó lại hóa thành kim quang biến mất chui vào cơ thể lý hạo Đồng thời mà nước kết tới xung quanh dần dần biến mất, lộ ra ngọn núi tàn quyết bên ngoài là một vùng đất hoang vu. Trong đầu hắn tự động hiện ra một thông tin. Địa giới một hà phong sơn, độ hoàn thành một hà không phần trăm. Lý Hào ngẩng đầu nhìn lên, bầu trời đỏ rực, hoàng hôn như máu, một nửa đã chìm vào một nơi khác trên mặt đất. trước mắt hắn là một ngọn núi hoang vu, trong núi có thôn xóm và khói bếp. Ánh mắt Lý Hạo huy động, thả thần hồn ra và thăm dò trước chỉ thấy hồn tướng giống hệt bản thân hắn bay ra từ đỉnh đầu đột nhiên lóe lên thần hành ngàn dặm bay vào không trung của thôn xóm nhìn toàn bộ ngọn núi ở trước mắt đồng thời tầm nhìn của thần hồn nhanh chóng mà kéo lên nhìn về nơi xa hơn muốn nhìn rõ toàn bộ chiến cảnh một hà này nhưng khi nhìn xa lý hạo thấy ở tận cùng một hà bị một đám bóng tối bao phủ khi tầm nhìn của thần hồn thẩm thấu lại có cảm giác dùng mình dường như trong bóng tối đó có thứ gì đó không thể kinh động lý hạo nhanh chóng thu hồi cảm nhận của thần hồn chỉ giới hạn phạm vi ở thôn trang và xung quanh trong thôn già trẻ đi lại nam nữ cày dệt trông rất là bình yên chương một trăm bảy hai điều kiện kiên quyết là có thể bỏ qua khuôn mặt của bọn họ mỗi người đều mặt mày héo úa khô quắt người già thì như rác khô trẻ em đồng tử như hố đen lưỡi thẻ ra đếm ngược nữ tử dệt vải ở cửa sổ móng tay như là dao nhọn nụ cười rất là rùng rợn thật là một đào viên chết chóc lý hạo lúc này cảm thán đã từng thấy đủ loại hình dạng dữ tợn của ngư yêu nên khi thấy những kẻ chết ở trong một hà này hắn lại không thấy có mức đáng sợ cần phải giải quyết hết bọn họ thì mới coi như hoàn thành hay sao Lý Hạo suy tư, hắn đang nghĩ đến việc rút lui trước, nhưng trước tiên là phải vào được cái tòa miếu tương ứng trong một hà. Thông qua sự tuần tra của thần hồn, hắn đã tìm thấy vị trí của miếu giữa ngày thôn, đặt trên một nơi giống như là sân khấu. Vị trí này cũng thật là hèn hạ. Ồ, hình như có người đó là lão đại ở đây nhỉ? Kế hồn cảnh, kẻ chết còn có thể có hồn tướng của riêng mình sao? Ánh mắt Lý Hạo dừng lại ở ngọn đối phía sau thôn trang. Ở đó có một thư sinh áo đen đang ngồi. Sau lưng có một hồn tướng nữ tử bốc lên khói đen. Nằm sấp ở trên lưng hắn, trông khá là quỷ dị. Thăm dò tình hình, Lý Hạo thì cũng không quân án lại lâu. Sau khi thần hồn trở về thể xác, hắn liền bước về phía trong thôn. Rất nhanh, những thôn dân lang thang ở đầu thôn đã nhìn thấy Lý Hạo. À, xin chào, xin chào lý hạo cười giơ tay chào lão già đang dắt đứa trẻ đột nhiên gào lên một tiếng hung dữ lao về phía lý hạo còn đứa trẻ vốn đang có vẻ mặt ngây thường ngộ ngốc ngách biểu cảm cũng trở nên hung bạo nhe hàm răng nhọn hoắt lao về phía lý hạo à, đúng thật là nhiệt tình quá đi lý hạo bất lực hắn tiện tay bẻ một cành cây khô nhẹ nhàng quất một cái tuyết rơi đầy trời lão già và đứa trẻ đang tới đến phạm vi hai trượng ở trước mặt lý hạo thì đột nhiên cơ thể cứng đờ đầu gãy lìa với thương cực kỳ sắc bén và phẳng phiu sau đó lý hạo tiện tay rách cành cây khô cứ thế đi dọc theo con đường cổ vào thôn dọc đường những thôn dân cấy lúa bên bờ ruộng chú ý đến lý hạo đột nhiên trở nên hung bạo từ dáng vẻ bình tĩnh cấy lúa đột nhiên gào thét mà lao tới một số nông dân đội mũ rơm gánh lúa cũng cầm đòn gánh mà xông tới Người cũng có ước mơ chinh phục biển rộng sao Bước chân của Lý Hạo không dừng Tiện tay vung cảnh cây khô Như có những bông tuyết rơi xuống Từng mông tuyết rơi vào người những thôn dân này Giống như một loại phong ấn Khiến cho cơ thể của chúng đột nhiên cứng đờ. Để đến khi Lý Hạo đi sâu vào thôn Ngày càng có nhiều thôn dân kéo đến Có thôn phù bừng bát đĩa Nữ tử dệt vài lưỡi dài Vân vân Ờ, à, đều là chu tiên cảnh còn có mấy người tu thiên cảnh viên mãn nữa đây này Lý Hạo tiện tay vung cảnh cây khô Bước chân đi dọc theo con đường Rộng rãi Phía sau để lại một bãi thi thể đứt lìa Những người chết này thì có vẻ Là quỷ quái Lẽ ra không có thực thể Nhưng trong một hà này Bọn họ lại có cơ thể Có máu có thịt Khi bị chặt đứt tay chân Còn phun ra máu đen Cái gì? Đây không phải là một hà mà một năm sau ta sẽ phải thi đó chứ Lý Hạo lầm bầm Cảm thấy cường độ của một hà này thì không có cao Hiện tại nguy hiểm lớn nhất mà hắn nhìn thấy Chính là tư sinh áo đen sau thôn Tu vi của hắn là kế hồn cảnh Lấy kế hồn cảnh và đề thử thách đệ tử giáp viện Quả thực là có thể tiến hành Sau khi từng thôn dân ngã xuống Lý Hạo nhìn thấy giấy vàng một hà trong lòng bàn tay Trên đó hiện ra thông tin Độ hoàn thành một hà 89% Hình như mỗi lần giết một thôn dân có thể hoàn thành khoảng một phần trăm tiến độ. À, với cái đặc tính của một hà, cho dù giải quyết hết chúng, thì có vẻ cũng không đạt đến tiến độ một trăm phần trăm mà để hoàn toàn phá giải chứ. Lý hạo lầm bầm, khó khăn trong việc chấn áp một hà nằm ở đây, phải phá giải một trăm phần trăm mới có thể khiến nó biến mất. Nghe nói có người đã thử giết sạch những người chết ở trong một hà, phá hủy mọi thứ nhưng vẫn thất bại một hạ à không thể bị hủy hoại ma diệt chỉ cần không có phá giải nó sẽ phục hồi một lần nữa quay trở lại lan rộng đến bất kỳ nơi nào trên thế giới lý hạo đi hoang qua tòa thần miếu liếc nhìn nhưng không có chọn rút lui ngay đã đến đây rồi thì hắn nhất định phải thử xem là mình có thể làm được đến mức nào dù sao đây cũng là lần đầu tiên hắn tiếp xúc tới lý hạo tế xuất thần hồn hồn tướng vàng rực bay ra khỏi đỉnh đầu dạo bước trên bầu trời rất nhanh Lý Hạo tìm thấy hai đứa trẻ lang thang ở dọc thôn trang. Hắn không có nhúc nhích, thần hồn lao xuống, tiện tay cuốn một cái, Cắt vụi trên đất bay lên, đá cuội bắn ra, xuyên thủng hai con cá lọt lưới còn lại. Độ hoàn thành một hà 90%. Thần hồn quay lại, Lý Hạo bước tới một bước, 15 dặm tung hoành, khoảnh khắc tiếp theo, thân ảnh trực tiếp xuất hiện ở ngọn núi phía sau thôn trang, bên cạnh thư sinh áo đen. Phát hiện ra Lý Hạo đột nhiên xuất hiện, thư sinh áo đen hơi sừng sốt. Lý Hạo đã sớm chú ý đến, thư sinh áo đen này khác với những người thôn dân bên ngoài, biểu cảm không phải là đờ đẫn mà có chút suy nghĩ tự chủ. Hồn tướng nữ tử nằm trên lưng của thư sinh áo đen đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn chầm chầm Lý Hạo. Người có cảnh giới như người, không nên xuất hiện ở đây. Thư sinh áo đen nhẹ giọng nói, Lý Hạo nói Ấy cái này thì ta không có muốn đâu Chỉ là vô tình vào thôi Chương 113 Bảng công đức Tư sinh áo đen hơi im lặng Ngay sau đó nói Trước khi động thủ Ngươi có thể để ta hoàn thành tác phẩm của mình trước được không Lý Hạo thấy Hắn ta đã cầm khay đựng màu Một tay cầm bút Trên bút nướng máu Trước mặt hắn ta có một cái giá vẽ với bức chân dung của nữ tử giống màu nữ tử trong bức tranh lại khá giống với những người ở trên lưng hắn ồ người không thích hội họa hả lý hạo khá là kinh ngạc không ngờ một người chết lại có nhã hứng nên như vậy thư sinh áo đen không trả lời chỉ cầm bút thêm nét vẽ ở trên giấy lý hạo thấy vậy hứng thú đi đến bên cạnh mà quan sát họa công tử của thư sinh áo đen này thì cũng không có tệ trong số những người hắn tiếp xúc trước đây có thể coi là nhất lưu đi. Ê, hey, ngươi và những thôn dân bên ngoài thì có vẻ là hơi khác nhau đấy. Lý Hạo nói, tư sinh áo đen cau mày, hắn ta không thích bị người khác quấy giày khi vé tranh, nhưng thực lực của Lý Hạo lại khiến cho hắn ta không thể nào phản kháng. Bọn họ chỉ là nô lệ của ta thôi. Tư sinh áo đen nhàn nhạt, nhạt, nói, Nói như vậy, người chính là chấp niệm sinh ra một hà này hả? Lý Hạo nói, Giải quyết ngươi thì một hà này sẽ bị phá hủy đúng hay không? Ngươi không thể nào giết chết được ta. Tư sinh áo đen lạnh lùng nói. Cho dù là phá hủy nơi này, ta vẫn sẽ quay lại thôi. Cái gì chứ, đã chết rồi, sao không chịu đi siêu thoát đi chứ? Lý hạo thở dài, tay cầm bút của thư sinh áo đen hơi dừng lại, khóe miệng nhếch lên một độ cười lạnh đầy chế giễu Muốn nói gì đó, nhưng đột nhiên lại như nghĩ đến điều gì kiêng kỵ, lời nói đến bên miệng lại dừng lại. Hắn ta cười lạnh vài tiếng Không để ý đến Lý Hạo nữa Bắt đầu chuyên tâm vẽ Lý Hạo đi vòng quanh hắn ta Nhìn khắp nơi Thấy thư sinh áo đen không để ý đến mình nữa Ánh mắt cũng chuyển sang bức tranh của hắn ta Bút không chấm mực Mà là chấm máu Vì vậy bức tranh này khá là dữ tận Và đáng sợ Nhưng Lý Hạo nhìn vào kỹ thuật vẽ bên trong Ê cái gì chứ Nét bút này của ngươi quá là mềm rồi Thấy chỗ nào chưa được Hắn nhịn không được mà nhắc nhở ngay hơi hey, Máu ở đây thì còn ít quá này Phải chấm nhiều hơn Một nét bút chấm xuống Nó để nó loang ra Như vậy thì nó mới tự nhiên chứ Thư sinh áo đen cầm bút thì hơi dừng lại Hắn quay đầu lại nhìn Lý Hạo một cách ủ uất Người cũng biết vẽ sao À cái này thì ta biết một chút Thư sinh áo đen đánh giá Lý Hạo một lượt Mặc dù hắn chỉ có thực lực kế hồn cảnh những tồn tại dựa vào lực lượng đặc biệt của một hà đã bị nhốt mấy trăm năm ở một cái nơi được gọi là học phủ đàn cung này. Trong mấy trăm năm qua, rất nhiều võ giả tiến vào nơi này. Có người mạnh, có người yếu. Người mạnh hơn so với thiếu niên bên cạnh còn đáng sợ hơn. Giờ tay nhấc chân có thể phá hủy toàn bộ một hà thôn trang này. Người yếu thì chỉ giống như là những người thôn dân bên ngoài. Mấy trăm năm qua, trong thôn tích lũy không ít người chết thảm có một số người xuất sắc hơn xông đến trước mặt hắn cũng bị hắn trực tiếp giết chết không hề nương tay đã gặp đủ loại người nhưng người giống như là tên thiếu niên bên cạnh này thì rất ít thấy tôi còn trẻ võ đạo khủng bố lại còn biết một chút về bản môn tà đạo hòa đạo là một môn khó lường cho dù người có thông minh đến đâu cũng không phải chỉ cầm bút cầm bỏ chút tâm tư là có thể nắm bắt được đâu." Từ thanh áo đen nói, ngay sau đó không để ý đến Lý Hạo, tiếp tục vẽ tranh của mình. "Cái con khỉ chứ, ta đây khiêm tốn một chút, ngươi còn lên mặt thật sao?" Lý Hạo hơi trợn mắt, không lẽ tên tiểu tử này cho rằng họa công của hắn lợi hại lắm sao? Nói về võ đạo lợi hại thì ta nhịn, nhưng do so về họa công sao? Đúng là hòa đạo rất khôn lường Nhưng đáng tiếc Ngươi chỉ là một kẻ ngoại đạo thôi Lý hạo cũng không đứng tay nữa Mà trực tiếp nói Cái, cái gì tư sinh áo đen nhíu mày Quay đầu nhìn Lý Hạo bằng ánh mắt lạnh lùng Chỉ bức tranh này của ngươi thôi Ít nhất cũng có 60 cái chỗ sai Nét vẽ cứng nhắc như vậy Ngươi thực sự là thiếu linh tính đấy Lý Hạo không khách khí nói Không cần phải để mặt người đồng đạo này nữa Nói bệnh Thư sinh áo đen mất đi về bình thản, khuôn mặt trắng bệch như là người chết, lại tức giận kích động đến mức hơi ửng hồng, trừng mắt nhìn Lý Hạo. Ở đây, ở đây, cả đây nữa đây này. Lý Hạo chỉ vào từng chỗ trên giấy vẽ. Toàn bộ đây đều là khuyết điểm, chính ngươi cũng không có nhìn ra, là vì trình độ của ngươi quá thấp đấy. Người Thư sinh áo đen run rẩy toàn thân, nữ tử nằm trên lưng của hắn bốc lên làn khói đen, có vẻ như là muốn liều mạng với Lý Hạo. Đương nhiên Lý Hạo cũng không sợ, kế hồn cảnh tức giận cũng chỉ là kế hồn cảnh. Ngươi đừng tưởng ngươi có thể biến thành siêu say ra sao. Nào, đưa bút cho ta đây. Lý Hạo không nói hai lời, trực tiếp giật lấy cây bút trong tay hắn, sau đó xé toạc tờ giấy vẽ, vo tròn lại ném sang một bên. Nhìn thấy bức tranh mà mình vất vả vẽ ra bị dẫm đạp như vậy, Thì sinh áo đen không thể nhìn được nữa, trực tiếp đổi giận, hét lên một tiếng. Khuôn mặt tuấn tú bình thẳng trước đây của hắn lại trở nên vặn vẹo dữ tợn. Thất khiếu gì ra máu tươi đáng sợ, cuồn cuộn chảy ra. Áo đen trên người cũng bay lên, lộ ra màu máu bên trong áo. Đây thực sự là một chiếc áo chàng không biết đã nhố máu bao nhiêu năm, chỉ là vết máu khô động lại mới giống là màu đen, Lý Hạo thì không thèm nhìn, thần hồn bay ra dễ dàng để chặt đầu thư sinh và hồn tướng của hắn, đe cả hai xuống đất, không thể nhúc nhích được. Chương 114 Bảng Công Đức 2 Vẽ ra cái thứ này, còn có mặt mũi mà tức giận, Lý Hạo không mà thể hiểu nổi được. Người nên tức giận rõ ràng là mình mới đúng chứ. Ánh mắt hắn trở nên tập trung, đối với họa đạo trong lòng hắn vô cùng thành kính cầm bút vẽ động tác của lý hạo rất nhanh máu tươi trên đầu bút vung ra nét vẽ tự nhiên giữa nặng và nhẹ đan xen từng lớp rõ ràng rất nhanh máu tươi trên đầu bút sắp hết lý hạo sách thư sinh lên dùng mờ bút lông bôi quẹt lên mặt của hắn dính máu tươi sau đó lại tiếp tục vẽ chỉ một lát sau một mỹ nhân sống động như thật như đang đứng ở trong tranh nghiêng đầu e lệ cúi đầu xuất hiện trên giấy vẽ vẫn là bức chân dung nữ tử trước đó nhưng lúc này đã được truyền nhờ thần cách tốt nhất để trừng phạt người cứng đầu này chính là dùng cách mà hắn ta tự hào nhất mà để đánh bại hắn ta lý hào buông thư sinh áo đen ra nhàn nhạt, nhạt nói nào người hãy so sánh lại xem đi nếu vẫn không nhìn ra sự khác biệt gì Vậy thì sau này ngươi đừng đụng đến bút nữa Đi ra ruộng một trồng trọt đi Từ sinh áo đèn suýt chút nữa tức đến phun máu Bảo hắn đi trồng trọt sau. Hắn vừa định đổi giận xong lên Thì đột nhiên cả người cứng đờ Ánh mắt liếc thấy bức tranh trên giấy Sau đó không thể nào rời khỏi được mắt À, à Nguyệt. Từ sinh áo đèn như bị đánh một gậy vào đầu Ngây người đứng tại chỗ Hắn ngây ngốc nhìn nữ tử trong bức tranh Cơ thể muốn trông tới hơi run rẩy Ngay sau đó Hai hàng nước mắt bằng máu chảy ra từ hốc mắt hắn À, à Nguyệt Người là, là người sao thực, thực sự là người sao Thư sinh áo đen vội vàng Và rốt ruột tiến đến bức tranh Bước chân còn loạn trọng Hắn đưa tay ra Muốn vuốt về nữ tử trên giấy vẽ Nhưng khi ngón tay sắp chạm vào Hắn lại hoảng hồn Hoảng hồn mà phản ứng lại không dám tiến lên chỉ sợ là bẩn khuôn mặt của nữ tử kia vài hắn khẽ run lên huyết lệ không ngừng chảy hồn tướng nữ tử nằm ở trên lưng hắn cũng ngây ngốc nhìn bức tranh kia dường như đôi mắt đen hung dữ cũng dần hiện ra vài phần suy nghĩ thế nào so với bức tranh của ngươi thì sao đây một giọng nói vang lên không có đúng lúc phá vỡ sự đắm chìm của thư sinh áo đen hắn thoáng sửng sốt phản ứng lại nhìn về phía Lý Hạo đứng ngay bên cạnh. Nhìn thấy vẻ mặt hơi kiêu ngạo của thiếu niên, lần này hắn không có tức giận mà đột nhiên quỳ xuống trước mặt Lý Hạo. Ta, ta cảm ơn ngươi. Tư sinh áo đen cúi đầu, trong mắt tràn đầy sự biết ơn. Cảm ơn ngươi, đã, đã cho ta gặp lại A Nguyệt. Hóa ra nữ tử trong bức tranh này tên là A Nguyệt sao? Lý Hạo nhớ mày, nhưng không có để ý Thấy đối phương đã chịu thua Liền đỡ hắn dậy Họa đạo này rất khó lường Ngươi không chỉ phải là nhập tâm Mà còn phải có thần nữa Trong lúc Lý Hạo tự nói tự nghe Từ sinh áo đèn lại quay đầu ngây ngốc Nhìn nữa từ trên giấy vẽ Tiếng ồn ở bên tai Hắn tự đập bỏ qua Rất lâu, rất lâu sau Lý Hạo nói đến cô cả miệng Thấy người trước mặt lại đang ngẩn người Tức giận không thôi này này người người có nghe gì không vậy? Tư Dinh áo đen hoàn hồn lại đột nhiên cười với Lý Hạo áo đen ở trên người hắn dần nhạt màu từ màu đen biến thành màu máu rồi đến màu đỏ nhạt cuối cùng biến thành một bộ nho phục màu trắng nhìn bộ dạng này có vẻ khi còn sống hắn chính là một tú tài tâm nguyện của ta đã hoàn thành đa tạ ân nhân trên mặt của Tư Dinh áo đen không trên mặt của thư sinh nho nhã mang theo nụ cười giải thoát và thản nhiên lúc này khói đen xung quanh hồn tướng nữ tử sau lưng hắn cũng tản đi biến thành dáng vẻ giống hệt nữ tử trong tranh trong hư không nàng công kính vái lại lý hạo đôi mắt lộ ra vẻ biết ơn sau đó thân ảnh của hai người dần dần nhạt đi ao nguyệt thân ảnh của thư sinh đã vai nhạt lẩm bẩm tự nói khóe miệng còn theo nụ cười lý hạo ngẩn cả người ra đây đây là cái đây là cái tình huống gì? Ngay lúc này, lòng bàn tay nóng lên, giấy vàng hiện ra. Trên giấy vàng, từng nét vẽ vàng như đục thủng mật giấy. Tiến độ 100%, thông quan một hà phong sơn, ban thưởng 100 công đức. Người đã vào bảng công đức. Một hà sắp biến mất, hãy nhanh chóng rời đi. Mặt đất xung quanh sau đó khẽ rung chuyển. Lý hạo ngây ngẩn người, nhìn xung quanh Phát hiện ngọn núi xa xa bị tàn phá Bầu trời đỏ rực như đang dần nhạt đi Cái gì chứ? Thông quan rồi hay sao? Chiến cảnh một hà này sắp biến mất hả? Lý Hào há hốc mồm Mọi chuyện thì xảy ra quá nhanh Thậm chí hắn còn không kịp phản ứng lại Nhìn mặt đất lõm xuống Túp lèo cỏ cũng sắp sụp đổ trong cơn dung truyền Lý Hạo nhanh chóng bước ra Sau đó bóng người lóe lên Xuất hiện ở sân khấu Ở trung tâm của thôn trang Rút giấy vàng ra Lý Hạo nhanh chóng đặt nó vào ngôi thần miếu quỷ dị kia Bên trong ngôi thần miếu Đột nhiên bùng lên ánh sáng vàng rực rỡ Giải phóng ra một màn nước kết giới Bao bọc và che phủ hắn Đứng trong kết giới Lý Hạo nhìn thấy tôn trang bên ngoài Như thể là trời long đất lờ Dung chuyển dữ dội Mọi thứ đều bị xé nát, mở đi Cuối cùng đều biến mất không thấy Hắn lại trở về hang động chật đẹp đó Tòa thần miếu cũ kỹ thấp bé này còn chìm vào ánh sáng vàng, trở nên bình thường. Hai bức thần mục nát bong chóc ra, khóe môi mỉm cười. Giấy vàng như là một sợi tơ bay về, chui vào lòng bàn tay của Lý Hạo, có cảm giác ấm áp. Lý Hạo cảm thấy như trong cơ thể có thêm một luồng hơi thở giống như là thần hồn. Theo tâm ý của hắn chuyển động, sợi tơ vàng đó liền hiện ra trong lòng bàn tay, biến thành giấy vàng. Chương 115 phía sau hào quang rực rỡ. Trên giấy vàng có ba chữ nhỏ. Tên Trùng Nhị, điểm công đức 100, xếp hạng 99 của Đại Vũ Triều, công trạng thông quan một Hà Phong Trơn. ở à, đây chính là điểm công đức sao? Dường như cũng không có gì đặc biệt thì phải chứ. Lý Hào cẩn thận xem xét tờ giấy vàng này, nghe nhị ra và phòng lão nói chuyện, chiến cảnh một hà treo là năm cấp, tranh lệch rất lớn, Mức độ mà hắn vừa trải qua Hẳn chỉ là chiến cảnh một hà cấp thấp nhất Là tàn niệm Phá hủy chiến cảnh một hà Có thể nhận được điểm công đức Nếu như thông quan khiến cho một hà kia Mà vĩnh viễn biến mất Thì điểm công đức sẽ nhận càng nhiều Gấp trăm lần so với việc phá hủy Nói cách khác Nếu vừa rồi hắn chỉ giết chết tư sinh áo đen Phá hủy thôn trang Thì chỉ có thể nhận được một điểm công đức Ngoài cấp tàn niệm Còn có một hà cấp âm sát Một hà cấp bình vực cũng như một hà cấp u đô mà ngay cả nhị gia bọn họ cũng không có muốn bước vào còn về một hà đáng sợ nhất nhị gia bọn họ không hề nhắc đến đó là nơi mà một khi mà bị cuốn vào ngay cả những tồn tại cấp thánh như bọn họ cũng phải tử vong chỉ riêng một hà cấp u đô đã được xếp vào cấm địa mà một hà cấp minh vực cũng chỉ là tông sư thiên nhân mới dám bước vào một hà này tồn tại đã lâu mặc dù trách nhiệm của lý gia không phải là trấn áp một hà nhưng cũng có một số tài liệu liên quan Nếu phá hủy một hà cấp âm sát Có thể nhận được khoảng 10 điểm công đức Phá hủy một hà cấp minh vực Nhận được một khoảng 100 điểm công đức Nếu mà thông quan một hà cấp minh vực Thì có thể nhận được một vạn điểm công đức Còn điểm công đức thì có tác dụng gì Tạm thời không có ai biết Nghe nói phủ thân tướng thiên chiêu Chấn áp một hà qua các thế hệ Cũng không thể nghiên cứu ra tác dụng Của điểm công đức này nhưng từ xưa tới nay Có không ít tin đồn về điểm công đức Có người nói rằng sau khi chết Có thể dùng mà để đổi lấy thân phận Chuyển thế của thần minh Có người nói rằng còn có thể tích phúc Cho kiếp sau, xóa bỏ nghiệp sát Vân vân Những tin đồn dừng lại ở những người có địa vị cao Hai vị lão gia tử đã nói rằng Chưa có ai tìm ra tác dụng Của điểm công đức Thì chắc chắn là như vậy Hiện tại tác dụng duy nhất có lẽ trở thành giống như là điểm tích lũy, Thông qua số lượng điểm công đức có thể ước tính tạm thời số lượng cường giả vẫn còn tồn tại trong đại vũ triều. Đúng vậy, là vẫn còn tồn tại. Nếu người nắm giữ điểm công đức mà chết đi, điểm công đức trong tay của họ cũng sẽ biến mất và sẽ bị xóa tên khỏi bảng xếp hạng. Vì vậy, đối với không ít thế lực hàng đầu, đây lại trở thành một thứ có thể dùng mà để kiểm tra sự sống chết của người khác. Hẳn là nhị lão cũng có tên trong bảng xếp hạng. Không biết xếp hạng bao nhiêu nhỉ? Lý Hạo vừa nghĩ, dường như cảm ứng được tâm tư của hắn, chữ viết trên giấy vàng thay đổi, một bảng xếp hạng được mở ra. Bảng công đức, cái tên đầu tiên đập vào mắt chính là Vương Trấn Đông, giá trị điểm công đức 9.372 điểm. Người thứ hai, Vương Thiên Sung, giá trị công đức 7.328 điểm. Người thứ ba vẫn là họ Vương, thứ tư, thứ năm Lý Hạo liếc nhìn xuống, trong 10 người đầu có 6 người nhà họ Vương. Tiếp tục nhìn xuống, trong ba người trong 30 người đầu có 15 người họ Vương, sắc mặt Lý Hạo lúc này hơi thay đổi, ngoài sự kinh ngạc, trong lòng còn thêm vài phần nặng nề. Mặc dù trấn thủ một hà là trách nhiệm của vương gia, nhưng không biết có bao nhiêu mạng sống của vương gia đã phải trả giá cho trách nhiệm này. Giá trị công đức đằng sau mỗi cái tên trên bảng xếp hạng nhìn chỉ là những con số lạnh lẽo màu vàng óng, nhưng trên thực tế lại là vô số lần chiến đấu sinh tử, nguy hiểm rình rập. Thế này không khác gì là việc trảm yêu ở bên cạnh. Phải biết rằng, lý ra trảm yêu giữ nước ở bên cạnh, thế hệ trước có 9 người thì 6 người từ trận, phải nói là vô cùng thảm khốc. Bây giờ xem ra, chỉ sợ những phủ thân tướng khác cũng không có dễ dàng hơn bao nhiêu. Mặc dù mà dù sao, thì trên bảng xếp hạng còn có thể nhìn thấy nhiều vương gia như vậy. Ai mà biết được, có bao nhiêu người từng có tên trên bảng xếp hạng, nhưng đã mất đi rồi triều đại này vẫn là thịnh thế đất nước thái bình dân chúng an cư lạc nghiệp thiếu nữ đi tuyển hoa du ngoạn thiếu niên cưỡi ngựa thả diều ở ngoại ô tiểu thương gánh hàng rong giao bán ở khắp nơi vô lò vô nghĩ cảnh tượng nhà nhà đốt đèn sáng rực đã thành thói quen nhưng mà để đổi đánh đổi là bao nhiêu xương cốt của những anh hùng vô danh âm thầm nhân lưu và che chở trong bóng tối này một thời thịnh thế thật không có dễ dàng có được Lý Hạo lầm bẩm tự nói Trong lòng hắn cảm thấy vô cùng kính sợ Đối với những cái tên ở trên Hắn tiếp tục nhìn xuống nhưng không thấy cái tên của nhị ra Có lẽ là đã dùng cái tên giả Nhưng Lý Hạo lại nhìn thấy Một biệt hiệu mà phong lão từng nhắc tới Chính là bất lưu hành Xếp hạng thứ 35 Giá trị công đức 3201 Lý Hạo không phải sừng sốt Cơ bản hắn có thể xác định Người có thể đạt được giá trị công đức cao như vậy Lại còn mang tên này Tuyệt đối là đạo thánh gia Phong gia độc lai độc vãng Vậy mà có giá trị công đức cao như vậy sao Ánh mắt của Lý Hạo trở nên gương trọng Ngoài nhị ra ra Phong gia không có mấy người bằng hữu Nói cách khác Giá trị công đức của hắn đều là tự mình chém giết mà có Đơn độc mà trấn thủ một hà Chương 116 Những danh tiếng phong gia không tốt Hắn là đạo thánh bị các thế lực thiên hạ khinh thường Thiên hạ chỉ trích Vậy thì tại sao hắn phải vất vả mạo hiểm làm cái loại chuyện này Lý Hạo im lặng Đột nhiên cảm thấy Lão Gia Tử vẫn thường thả câu cười nói với mình ấy Hắn chỉ quen biết Chứ chưa hề hiểu rõ Một lát sau Hắn tiếp tục nhìn xuống Không lâu sau Lại nhìn thấy một cái tên quen thuộc Là Kiếm Vô Đạo Lại giống như Vương Gia Dùng tên thật của mình Phải biết rằng Ngoài Vương Gia ra Phần lớn những cái tên ở trên đều là giả Ví dụ như Đạo Thánh Gia kia là bất lưu hành Làm gì có cái họ như thế này chứ Kiếm thánh Lý Hạo nhau mắt lại Nhìn thấy thứ hạng của hắn chính là 76 Giá trị công đức là 738 Điều này có nghĩa là ít nhất Hắn đã phá hủy 71 hà cấp minh vực Hoặc là thông quan 71 hà cấp tàn niệm Lý Hạo đã nhận ra Bảng công đức không thể đại diện cho toàn bộ thực lực Ví dụ như đạo thánh gia và kiếm thánh Đều là tứ lập cảnh Nhưng giá trị công đức lại chênh lệch tới 4 năm lần còn có không ít cao thủ đại đa số đều không tham gia chấn áp một hà. Dù sao thì giải quyết một hà, ngoài chút ban thưởng của triều đình ra thì không nhận được bất kỳ chỗ tốt nào, giá trị công đức hư vô mà bịt này cũng không ai biết là có tác dụng gì. Thiên hạ rộn ràng đều vì lợi, không có danh lợi thì chẳng ai bỏ công. Điều này cũng dẫn đến việc một hà ti cực kỳ thiếu người, tình hình rất căng thẳng. Đồng thời cũng là nguyên nhân hắn thông quan một hà cấp tàn điệp là có thể xếp hạng vào top 100 đại vũ triều. Lý Hạo khẽ thở dài, cất tờ giấy vàng kia đi. Đột nhiên, hắn cảm nhận được có người đang đến gần. Lý Hạo kịp phản ứng lại, nhìn lại ngôi thần miếu ở trước mắt, thế mà lại từ từ chìm xuống đất như sắp biến mất. Ngôi thần miếu này kết nối với một hà phong sơn. Hiện tại một hà biến mất, tự nhiên thần miếu cũng biến mất theo. Chờ đã, Lý Hạo đầu tiên giật mình Một hà này đơn giản như vậy Không phải là một hà chuẩn bị cho tân sinh khảo nghiệm một năm sau đó chứ Bây giờ đã biến mất rồi Vậy thì một năm sau bọn họ còn khảo hạch cái gì chứ Giờ thì hay rồi Chẳng phải là tương đương với việc mình đã xé hết đề thi của các thí sinh đó rồi hay sao Lý Hạo lúc này cầm nín Hắn chỉ muốn dạy cái tên thư sinh kia vẽ tranh mà thôi Chứ không nghĩ đến việc có thể thông quan Chuẩn, chuẩn thôi, Lý Hạo vội vàng ngự thân mà đi, trong nháy mắt biến mất tại nơi này. Khi Lý Hạo chạy trốn, chối chết thì khắp thiên hạ lại có không ít người kinh động. Phía Nam, dãy núi Kiều Phong, Kiếm Lư. Dãy núi này nổi tiếng khắp thiên hạ. Ước mơ cả đời của nhiều kiếm khách chính là leo lên đỉnh núi, nhìn ngắm đỉnh núi ở vạn thượng. Thế nhưng thánh địa trong tưởng tượng đó lại là một nơi vô cùng đơn sơ. Trên đỉnh núi cỏ xanh um tùm, trong một túp lều cỏ đơn sơ như chuồng bò kia, Kiếm vô đạo ngồi tĩnh lặng ở bên trong Đồ đạc trong túp lều cũng rất đơn giản Một cái án thư Mấy chồng sách Cái án thư còn vô cùng thô giáp Giống như là tùy tiện dùng một cốc cây mà đẽo thành ưu điểm duy nhất chính là bằng phẳng Cực kỳ bằng phẳng Lúc này trong kiếm lư Trên án thư tỏa ra hương thơm thoang thoảng Kiếm vô đạo như là một lão già 80 Dầu tóc bạc trắng Chỉ còn sắc mặt hồng hào như người trẻ Đang nhắm mắt mà tĩnh tọa trong tay hắn cầm một quyển kiếm phổ tên ở mặt trên lại là kiếm đạo cơ sở tay còn lại của hắn thì nhẹ nhàng gõ vào đầu gối dường như là đang tính toán lầm bầm suy nghĩ về điều gì đó sư phụ đột nhiên bên ngoài túp lều truyền đến tiếng gọi kiếm vô đạo mở mắt liền thấy một thanh niên mặc áo bào trắng nhanh nhẹn nhảy vào kiếm lư lòng bàn tay hắn lóe lên một luồng ánh sáng vàng hóa thành một tờ giấy vàng lơ lửng sư phụ trên bảo công đức mới xuất hiện một tông sư hắn chỉ vào một cái tên cuối cùng trên tờ giấy vàng trung nhị cái tên thật là kỳ lạ không biết tông sư của môn phái nào thế mà lại đi phá hủy một hà cướp minh vực cái tên giả này không giống như là người của một hà ti kiếm vô đạo sắc mặt bình thản sau đó lạnh lùng nói việc này thì có liên quan gì tới người chẳng phải là tò mò rồi hay sao thanh nhân biết tính tình của sư phụ cười ha hả nói những cái tông sư giả kia hoặc là chấn giữ môn phái không có dám dễ dàng mạo hiểm hoặc là tu luyện ẩn giật xung kích tam bất thủ tăng thêm tuổi thọ sẽ không đi làm cái chuyện mất nhiều hơn được như này chắc chắn là một tông sư mới tấn chức ta muốn đi giao lưu lại buôn xuống núi sao kiếm vô đạo mặt không biểu cảm trực tiếp vạch trần suy nghĩ thực sự của đối phương luyện kiếm thì phải chịu được sự cô quạnh trên thiên hạ có hàng tỷ kiếm khách Người muốn dựa vào thanh kiếm ba thước trong tay Mà để đứng trên đỉnh cao Không khổ luyện Mà gấp mấy ngàn lần Vạn lần bọn họ Thì làm sao mà được Nếu người có thể dùng nhiều tâm tư vào kiếm Thì đã sớm bước vào tam bất thủ rồi đấy Ngài đúng là dám nói Ta lại không có dám nghe Thanh niên lầm bầm ở trong lòng, xung kích tam bất thủ sao, nghĩ thôi cũng đã thấy khó rồi. Hắn cúi đầu lầm bầm, Sư phụ, đệ tử có thể giao lưu nhiều hơn với các tông sư khác mà Chắc chắn là có thể tiến thêm một bước đất chứ <laughs> Năm xưa ta bước vào cảnh giới tông sư Bế quan ngộ kiếm ba năm Phá quan mà ra Tự thành tam bất thủ Nào cần phải giao lưu với người khác chứ Chương 117 Nổi danh thiên hạ Kiếm vô đạo hừ lạnh một tiếng, biết tầm từ hỗn tạp của tam đồ đệ này, hắn không khỏi nghĩ đến một đồ đệ khác, ánh mắt thì hơi dịu dàng đi vài phần. Đã bảo ngươi, đi dạy tiểu sư muội của ngươi, ngươi dạy thế nào rồi? Rồi sư phụ, tiểu sư muội đã bước vào một chân vào thần du cảnh rồi, ngưng hồn 180 lần. Mạnh hơn ta hồi đó nhiều đó, sư phụ, người đúng thật sự là thiên vị đấy. Thanh niên tùy nói là thiên vị, nhưng trên mặt lại cười híp mắt, Kiếm vô đạo thì trợn trắng mắt Nếu người có thể nhập một môn Một năm là lĩnh ngộ kiếm tâm Ta cũng nguyện đi một chuyến đến cản đạo cung Đổi cho người một chân nhân kế hồn Thôi ta không muốn Sư phụ đi cầu xin người khác đi hơn nữa tiểu sư muội còn thích kiếm sớm muộn gì cũng có thể lĩnh ngộ kiếm linh thôi ta nào có thể so sánh được chứ thanh nhân cười híp mắt sau đó nói Hồi nói đến đây, tiểu sư muội còn phải cảm ơn sư phụ, may mà ngươi đưa tiểu sư muội ra khỏi phủ thần tướng kia. Nếu không thì nàng chỉ có thể kế thừa anh linh của Lý gia, ngưng hồn 80 lần tuy cũng không có tệ, nhưng chỉ là trình độ của chúng ta muốn đạt đến trình độ siêu phẩm nhất lưu như hoàng gia bây giờ thì cũng khó lắm. Hơn nữa ta nghe nói kế hồn của phủ thần tướng còn có rất nhiều hạn chế nữa. Câm miệng. Kiếm vô đạo quát lớn, thanh niên hơi giật mình, vội vàng mà ngậm miệng. Dù sao lý gia Cũng đã chấn giữ biên quan Giết vô số yêu mà Sao có thể để cho ngươi bàn tán sau lưng như vậy Kiếm vô đạo lạnh lùng quát mắng Thanh niên tự biết mình nói quá lời Gái đầu nói à, là, là đệ tử sai rồi Đệ tử vẫn rất kính trọng lý ra <laughs> Trong vòng 3 tháng Nếu ngươi vẫn chưa luyện được nguyệt vô miên Đến tối cao Thì chuẩn bị đi đến kiếm nhài ở đi Kiếm vô đạo lạnh lùng rồi nói Ngươi cũng ít xem sổ sách một hà này đi Chuyện một hà không liên quan đến người Đó là chuyện của phủ thần tướng thiên triều Đợi ngươi đã đến tam bất thủ Tự nhiên ta sẽ cho người xuống núi Nếu không thì với cái trình độ của ngươi bây giờ Xuống núi lập phái Bị người ta khiêu chiến đến tận cửa Người mất mặt chính là ta đấy Thanh niên tức giận mà cáo lui Không có dám chậm trễ Ồ trên bảng công đức có người mới kìa Trong một môn phái nào đó Có người tình cờ xem bảng công đức Lập tức chú ý đến cái tên mới xuất hiện đó Nguyên 100 điểm công đức Đây là trực tiếp phá hủy một hạ cấp minh vực sao Vị tông sư nào xuất thân vậy Ê trùng nhị Cái tên này đúng thật là kỳ lạ Mau đi tra xem Xem là tông sư của phái nào Có thể kéo về được hay không Tại một tòa nhà cao tầng nào đó Ở trong thành có người ra lệnh Ông Châu trong một viện tử nào đó Của phủ thần tướng thiên triều Tiểu thư trên bảng công đức đột nhiên xuất hiện Một cái tên mới gọi là trùng nhị Cái tên thật là kỳ lạ không có được nói bậy. Những người nguyện ý ra tay giải quyết tại tai họa một hà này đều là nghệ sĩ thôi. Tiểu đào hiểu, nhưng cái tên này khó nghe thật đấy. Nữ tử mặc lăng la lụa mỏng, liếc nhìn tiểu thị nữ đi bên cạnh từ nhỏ. Người thì hiểu cái gì chứ? Mau đi ra ngoài phòng của phụ thân ta nghe ngóng đi, xem có thể tra được người ở đâu. Nếu có thể mời đến, thì hắn cũng là chức thiếu giám đấy. Vâng, tiểu đào sẽ đi ngay. Đợi tiểu thủy nữ chạy đi, nữ tử nhìn về phía sân, khóe miệng từ từ nở một nụ cười, tiền tay bẻ một cành cây, nhẹ nhàng vẽ hai chữ xuống đất, phong nguyệt. Thú vị đấy. Học phủ đàn cung trong điện hắc bạch. Tống ngự phong lén lút lấy một gói trà nhỏ từ trong tay áo ra, vừa đổ vào cốc chuẩn bị pha trà, thì đột nhiên thấy mấy vị trưởng lão vội vã đi đến trong lòng thì ghẽ giật mình ơi lão hoàng không thể nhanh thế chứ nhanh như vậy đã tìm đến rồi hay sao còn dẫn cả theo người khác nữa hắn vội vàng đậy nắp cốc lại biểu cảm bình tĩnh và chấn định à, cung chủ cung chủ vì lão giả đi đầu là hoàng lập tài sắc mặt kích động tống ngự phong hơi giật giật khóe miệng hẽ kho một tiếng ê lão lão hoàng không phải ta đã nói với người có cần phải kích động như vậy hay không chẳng phải chỉ lấy của người một chút thôi sao cung chủ một hà phong sơn biến mất rồi Hoàng lập tài kích động phấn kích nói à, Vừa rồi Nghe trưởng lão đi dò xét động tĩnh Đến xem thì thấy Miếu chủ thần kia đã bị biến mất rồi Chỉ có thông qua vĩnh viễn Mới biến mất ngay lập tức như vậy Nếu không thì thần miếu sẽ bị vỡ bụn Thành bùn ngay tại chỗ Cái gì Tống ngựa phong sửng sốt Trong lòng lập tức thở phào nhẹ nhõm Hóa ra đây không phải là đến truy cứu trách nhiệm Đợi đã một hạ phong sơn đã được thông quan rồi sao ai đã thông quan vậy sao tình hình thế nào người nói rõ ràng một chút đi là ai làm vậy tống ngựa phong liên tục hỏi cái này thì ta không có biết không có nhìn thấy người hoàng lập tài lắc đầu nói nhưng hình như cháu gái của ngài đã nhìn thấy đấy nguyệt giao sao tống ngựa phong kinh ngạc lập tức nói vậy thì mau gọi nàng đến đây đi đã chờ ở bên ngoài rồi hoàng lập tài lập tức quay người vẫy tay rất nhanh, hai tiểu cô nương đi vào một trưởng lão, chính là Tống Nguyệt Giao và Lâm Vì Vì, trên tảng rêu xanh kia. Trước đó, hai nàng nghe thấy động tĩnh vội đến miếu chủ thần thì nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng, thần miếu đã biến mất. Là ai đã thông quan vậy? Tống ngự Phong lập tức hỏi. Lâm Vì Vì liếc nhìn bạn thân, sắc mặt của Tống Nguyệt Giao thì bình tĩnh nói. Bẩm công chủ, hình như là một đệ tử ngoại viện, ta và Vì Vì luyện công gần đó, chỉ nhìn thấy góc nghiêng của người đó không phải là người ta quen biết. Chúng ta cùng nhau kết thúc tập 11 ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn ở những tập tiếp theo. Không, mình không biết là các bạn nhận xét gì về bộ truyện này, nhưng mình cũng đọc sơ sơ thì mình cũng cảm thấy là chuyện này cũng khá là hay. Đấy, rất mong các bạn cho mình xin ý kiến ở dưới phần comment cảm xúc nha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.